chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Ngọc Japan. Hiện tại Ngọc Japan đang có mặt tại Hải Phòng để bàn giao chiếc máy chạy bộ cho anh khách ở ngoài Hải Phòng. Thì anh đã theo dõi qua kênh YouTube của Ngọc Japan và cũng như Ngọc Japan đã chia sẻ với anh, tư vấn cho anh để lựa chọn ra một chiếc máy chạy bộ. Thì như các bạn cũng đã biết rồi, để lựa chọn ra một chiếc máy chạy bộ mà nó bền và có nhiều tính năng, nhất là cái linh kiện của nó tốt như thế này, thì đây là một trong những sự lựa chọn rất là tốt. Mọi người có thể tham khảo rất là nhiều dòng máy chạy bộ ở ngoài, nhưng để nếu mà những ai hiểu thì sẽ thấy được là dòng máy chạy bộ nội địa Nhật nó sẽ là một trong những sự lựa chọn rất là tốt. Bởi vì sao? Linh kiện cũng như tính năng, rồi là độ đầm, rồi là sự chắc chắn của nó khi chúng ta vận động, nó sẽ mang lại cái độ chuẩn xác cho từng động tác thể dục thể thao, cũng như các khớp cơ nó không bị chệch choạc. Và đặc biệt là nó rất là bền. Đây là một trong những sản phẩm mà anh ấy đã lựa chọn cũng như là nhờ Japan tư vấn. Thì đây là quá trình anh em đã lắp đặt tận nơi cũng như chuẩn bị hướng dẫn cho anh về cách sử dụng. Thì đội ngũ nhân viên của Japan luôn luôn mang những sản phẩm đến tận tay khách hàng để khách hàng có thể được chăm sóc cũng như là được chu đáo nhất đến từ các anh em nhân viên kỹ thuật. Đây là cái quá trình mà anh em kỹ thuật đang hướng dẫn anh về các cái thao tác cũng như là các tính năng của chiếc máy và để cho anh trải nghiệm cái sản phẩm này. Đây là cái quy trình mà bên Ngọc Japan đã bàn giao cho khách hàng. Anh chỉ cần cọc một số tiền là 2 triệu, xong sau đó anh em kỹ thuật cũng như nhân viên Ngọc Japan sẽ giao tận nơi để anh trải nghiệm và chứng thực sản phẩm, xong sau đó mới thanh toán, cũng là một cái rất là hay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của Ngọc Japan.